Cá ba sa Việt Nam bị Hoa Kỳ tăng thuế chống bán phá giá, tin từ Washington. Chính phủ Hoa Kỳ tăng thuế bán phá giá để đối với một số sản phẩm cá ba sa hay là cá tra đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam lên hàng chục lần. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thay đổi cách lựa chọn nước thứ ba để so sánh đối chiếu cách tính thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam bằng cách là lấy Indonesia thay vì Bangladesh. Hậu quả, sản phẩm cá ba sa xuất cảng sang Hoa Kỳ có nhiều công ty Việt Nam bị áp đặt thuế lên rất cao. Thông tấn xã Việt Nam cho hay công bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, công ty Vĩnh Hoàng, đơn vị có doanh số lớn nhất về xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào thị trường này, từng được hưởng thuế suất là 0%, tới đây sẽ phải chịu mức thuế là 0.19 Mỹ Kim cho một ký. 16 doanh nghiệp khác của Việt Nam, trong đó có Bình An, Hùng Vương, Cardovimex, Anvi Fish, Doki Fish, cùng xuất khẩu mặt hàng tương tự sẽ phải chịu các mức thuế cao hơn từ 0.77 đến 3.87 Mỹ Kim cho mỗi ký. Suốt nhiều năm qua, Hiệp hội Kỹ nghệ nuôi Catfish của Hoa Kỳ đã nhiều lần áp lực chính phủ đánh thuế chống phá giá vì kỹ nghệ nội địa phần lớn ở các tiểu bang miền Nam như Mississippi, Alabama, Louisiana và Arkansas không địch lại giá cả của cá ba sa nhập cảng. Không những vậy, họ còn đòi cấm cá của Việt Nam không được gắn nhãn hiệu Catfish dù trông giống như nhau, mà đòi cá nhập cảng phải gọi tên khác như là cá ba sa, cá tra hay là swai. Giữa tháng 2 năm 2013 vừa qua, nghị sĩ Thad Coran của tiểu bang Mississippi đã gửi thư cho quyền Bộ trưởng Thương mại Rebecca Blank thúc hối áp giá mạnh mẽ chống bán phá giá với cá phi lê đông lạnh từ Việt Nam. Họ kêu rằng cá ba sa nhập cảng từ Việt Nam đã chiếm tới 75% thị trường của Hoa Kỳ và mỗi ngày một lấn thêm. Năm 2007, thì các nhà nuôi cá Catfish của Hoa Kỳ còn nuôi trên diện tích 164.000 hecta, nhưng đến năm nay thì chỉ còn có 83.020 hecta. Theo thống kê của các công ty ở Hoa Kỳ, đã nhập cảng 173 triệu cân Anh cá ba sa trong 11 tháng đầu năm 2011. Nhưng cùng thời kỳ này của năm 2012 thì đã tăng lên thành 202 triệu cân Anh. Giữa năm ngoái thì Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA cảnh cáo tình trạng thủy sản nhập cảng từ Việt Nam bị từ chối gia tăng vì nhiễm khuẩn hoặc có các hóa chất bị cấm dùng trong thuốc hay là thực phẩm nuôi cá. Tháng 3 năm 2012 đã có 12 vụ bị từ chối vì tháng 4 tăng lên thành 20 vụ. Nhưng không phải vì thế mà lượng cá ba sa đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam giảm xuống. Theo cơ quan của FDA thì chỉ có thể kiểm soát được 2% trên tổng số các loại thực phẩm nhập cảng. Theo thống kê của Việt Nam, các công ty ở Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ một số lượng cá ba sa trị giá 358 triệu Mỹ Kim trong năm 2012. Biện pháp chống bán phá giá với cá ba sa đông lạnh của Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ tuần tới cho đến hết đầu năm 2014 sẽ được cứu xét lại. Ngày 6 tháng 3 năm 2013 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định không áp đặt thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập cảng từ Việt Nam giai đoạn 1 tháng 2 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2012. Không có kỹ nghệ nuôi tôm hồ ở Hoa Kỳ, nhưng kỹ nghệ đánh tôm biển ở các tiểu bang phía Nam cũng từng áp lực dữ dội để đánh thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập cảng từ ngoại quốc, trong đó có Việt Nam.